Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình Những bạn nào chưa đăng ký kênh thì các bạn ấn vào phần mục đăng ký kênh màu đỏ ở đây cho Lâm Sau đó các bạn ấn vào phần hình quả chuông ở bên tay phải màn hình nhá Rồi nhấn vào ô tất cả để chờ đợi những cái thông báo mới nhất từ video của Lâm Hôm nay thì mình tiếp tục chia sẻ cho các bạn về cái ứng dụng giúp chúng ta có thể khai thác được hai cái đồng tiền điện tử Thứ nhất là cái đồng Bitcoin có nghĩa là cái đồng BTC ấy. Thứ hai là cái đồng BTCS thì ở trong cái ứng dụng này Lâm cũng có làm một cái video hướng dẫn các bạn rồi và hiện tại đang có rất là nhiều youtuber cũng là rất nhiều nhiều bạn đã tham gia cái ứng dụng này cho thấy cái giá trị của nó rất là cao nên là các bạn có thể tranh thủ và chơi luôn cho Lâm nhá thì cái ứng dụng này là chúng ta khai thác tự động và hoàn toàn là miễn phí sau 24 giờ thì chúng ta vào chúng ta sẽ nhận ở đây nhá và hôm nay thì Lâm sẽ hướng dẫn các bạn là cách rút tiền rút cái đồng BTC ấy. ở đây thì Lâm đã đủ min rút của nó rồi đó min rút của nó là 10 đô các bạn ạ ngoài ra thì Lâm sẽ hướng dẫn các bạn là những cái cách để giúp chúng ta có thể khai thác được hai cái đồng tiền điện tử này nó hiệu quả và nó nhanh nhá thì trước khi vào cái phần mà hướng dẫn các bạn rút tiền cũng như là hướng dẫn các bạn là cách khai thác nhanh thì Lâm sẽ hướng dẫn cho những bạn nào mà chưa biết cách đăng ký tài khoản sau đó hướng dẫn các bạn là cách xác minh nhá thì đây là một cái kèo rất là ngon nên là các bạn có thể tranh thủ và chơi luôn cho Lâm này khi mà các bạn ấn vào cái đường link ấy thì nó sẽ hiện lên một cái giao diện như thế này. Đấy, cái ứng dụng của tên là Satoshi BTCS ở đây này. Nó nó sẽ hiện lên cái phần đó là phần sign up ở đây này để chúng ta có thể đăng ký tài khoản nhá. Các bạn sẽ ấn vào phần mục sign up ở đây cho Lâm. Sau đó các bạn sẽ nhập cho Lâm cái Gmail của các bạn vào đây này. Đó nhập cho mình cái Gmail của các bạn vào đây. Gmail này là ở trong điện thoại của các bạn luôn nhá. Rồi các bạn sẽ ấn phần mục Like ở đây cho Lâm này. Sau đó nó sẽ gửi một cái tin nhắn về Gmail cho chúng ta nhá Để chúng ta có thể nhập cái số đó vào Đây nó sẽ gửi một cái số về Gmail này Để chúng ta có thể nhập nha đúng nhé Lâm sẽ sang cái Gmail của Lâm này Đây Đó cái Gmail có tên là Satoshi ở đây là các bạn Đó Satoshi đây nhá Đó Đây nó sẽ gửi một cái mã về Chúng ta sẽ nhập cái mã này vào này Đây quay sang này đó, ở đây thì lâm đã đăng ký rồi thì lâm sẽ chỉ nói qua thôi nhá sau khi các bạn nhập cái mã đó về nó sẽ hiện lên cái phần đó là điền mật khẩu các bạn sẽ điền cho lâm cái mật khẩu mà trong gmail của các bạn ấy cái mật khẩu làm sao mà nó bảo mật an toàn nhất cho lâm kèm theo số này chữ cái viết hoa và ký tự đặc biệt nhá rồi sau khi mà các bạn điền xong kiểu như là mật khẩu rồi nó sẽ hiện lên cái phần đó là download ứng dụng này về này đây nó sẽ hiện lên cái phần nó là tải ứng dụng ở đây nhá bạn nào mà không biết cách dịch ra tiếng việt các bạn ở phần mục dịch ở đây cho lâm này đó, nó sẽ hiện lên cái phần dịch tải ứng dụng mình sợ nó phần mục tải ứng dụng ở đây này đó các bạn ấn phần mục tải ứng dụng thì nó sẽ hiện lên cái phần tải xuống ở đây mình sợ nó phần tải xuống sau đó các bạn sẽ cài đặt cài đặt cái ứng dụng này rồi các bạn sẽ mở cái ứng dụng này lên cho lâm nhá rồi thì ở đây thì lâm đã cài đặt ứng dụng rồi đây lâm sẽ quay ra đây cho các bạn xem này đây lâm đã cài đặt ứng dụng rồi lâm sẽ bỏ ra đây cho các bạn xem nhá này lâm sẽ kéo sang bên này một mình đi đó, đây cái đây là cái ứng dụng mà lâm đã cài đặt rồi thì bây giờ lâm sẽ đăng nhập vào cái tài khoản mà lâm đã đăng ký ở đây nhá rồi bây giờ lâm sẽ đăng nhập vào đây này đó, đăng nhập luôn vào nhá à, cái tài khoản này thì hôm trước lâm đã hướng dẫn các bạn là cách đăng ký rồi ok mình sợ nó phần login này rồi như vậy là mình đã đăng nhập thành công vào cái tài khoản mà vừa nãy mình đã đăng ký thành công ở đây rồi nhá. Thì trước khi mà kiếm được cái đồng BTC cũng như là cái đồng BTCS này thì các bạn cần phải làm một việc cho Lâm. Các bạn sẽ nó phần miring ở đây này. Cái phần miring này là giúp chúng ta có thể khai thác nhá. Ở đây thì các bạn cần phải xác minh cho Lâm nhá. Cần phải xác minh cho Lâm này. Các bạn ở nó phần start miring ở đây cho Lâm này. Đó, đây nó sẽ hiện lên cái phần đó là phần very để chúng ta có thể xác minh cái khuôn mặt của chúng ta nhá. Các bạn sẽ ấn phần Very ở đây cho Lâm này Các bạn nhớ để ý kỹ cái video này giúp Lâm nhá Ở cái phần Very này thì nó sẽ hiện lên cái phần tên của các bạn Các bạn sẽ điền cho tên của các bạn vào đây này Điền cho Lâm tên của các bạn Giả sử như là mình là Hoàng Đức Lâm này Tên giống với chứng minh nhân dân nhá các bạn nhá Tên giống với chứng minh nhân dân này Sau đó đến cái phần dưới này này Cái phần dưới này là các bạn nhập cho Lâm Cái ID có nghĩa là cái số của chứng minh nhân dân của các bạn ấy Giả sử bạn nào mà không có thì các bạn có thể mượn của bố mẹ bạn bè anh chị của các bạn đều được nhá. Đây, các bạn sẽ điền cho lâm cái ID chứng minh nhân dân của bạn ở đây. Sau đó các bạn ở phần Start Verify này, nó sẽ chuyển sang một cái camera để chúng ta xác minh cái khuôn mặt của chúng ta nhá. Ở à, cái phần xác minh cái khuôn mặt này thì nó sẽ bằng tiếng Anh nên các bạn sẽ để ý kỹ cho lâm một chút này. Giả sử nhá, ở đây thì nó sẽ nói bằng tiếng Anh. Giả sử nó nói là mau thở, mau thở có nghĩa là chúng ta sẽ há miệng ra này. À, chúng ta quay cái camera sát sát khuôn mặt chúng ta ấy nó hiện lên mau thờ thì chúng ta sẽ há miệng ra này nó hiện lên cái phần đau ấy các bạn nhé hiện lên cái phần đau ấy có nghĩa là chúng ta sẽ cúi đầu xuống hơi cúi cúi đầu xuống này nó hiện lên cái phần nét ấy là EFT ấy, thì chúng ta sẽ quay sang trái nhá đó nó hiện lên cái phần right ấy. right thì chúng ta sẽ quay sang phải và nó hiện lên phần right xe là chúng ta sẽ ngẩng đầu lên đấy các bạn cứ để ý cho lâm những cái chữ như vậy là các bạn có thể xác minh thành công cái khuôn mặt nhá ngoài ra ấy, khi mà nó đọc xong hết cái phần tiếng anh ấy, nó sẽ hiện lên một cái hình đầu người để nó chỉ dẫn cho chúng ta nhá ở đây cái phần xác minh của nó rất là đơn giản thôi Các bạn cần để ý kỹ cho Lâm một chút là các bạn có thể xác minh thành công Cái khuôn mặt của bạn đó rất là đơn giản Bạn nào mà không có chứng minh nhân dân thì các bạn có thể mượn của bạn bé anh chị Sau đó các bạn sẽ lấy cái khuôn mặt của bạn để các bạn có thể xác minh cho Lâm nhá Bây giờ Lâm sẽ sang cái tài khoản mà Lâm đã xác minh rồi nhá thì đây là cái tài khoản mà Lâm đã xác minh thành công rồi Và sau khi các bạn xác minh thành công Thì các bạn sẽ ở vào phần Start Mirroring ấy Để nó sẽ tự động đào cho các bạn Nó sẽ hiện lên cái phần đề này Mirroring này như vậy là nó đã tự động đào cho các bạn nhá và ở đây thì cứ trong vòng là 10 phút các bạn sẽ vào nhận cái đồng BTCS ở đây cho lâm này đây nó sẽ hiện lên rất là nhiều này ở đây thì các bạn sẽ ở phần ở đây để các bạn có thể thu hoạch nhá cứ 10 phút chúng ta lại vào thu hoạch một lần cho lâm này đây, các bạn thể thấy đây cứ 10 phút chúng ta lại vào đây thu hoạch một lần cho lâm và ở đây là nó tự động chúng ta không cần phải bật chúng ta chỉ cần bật một lần thôi nhá và cứ 10 phút chúng ta lại vào thu hoạch một lần và các bạn sẽ được thưởng cái đồng BTC ở đây này Có rất là nhiều bạn có nhắn tin cho Lâm Bảo cái đồng BTC của em nó không chạy Cái đồng BTC này thì nó chỉ đi kèm với cái đồng BTCS này thôi Và kiểu như là chúng ta sẽ kiếm được ít hơn nhá Kiếm được ít hơn cái đồng BTCS này Và các bạn thường những cái bạn nào mới đăng ký Thì chúng ta sẽ nhận được là tầm 48 hoặc là 47 cái đồng BTC ở đây Đây các bạn thể để ý đây cho Lâm này đây, hiện tại thì Lâm lại được nhận tiếp này Nó sẽ hiện lên cái phần bên trên này nha Để chúng ta có thể nhìn nhận cái đồng uh, BTC này Bây giờ Lâm lại nhận được là 49 Satoshi của đồng BTC Đó Lâm sẽ ấn vào phần mục đây để chúng ta có thể nhận này Đấy, Rất là đơn giản thôi Ở cái mục này thì nó sẽ lâu lâu nó mới hiện lên cho chúng ta nhá Cái phần BTC này thì có một cách chúng ta có thể kiếm được rất là nhiều Thứ nhất là các bạn có thể đi mời bạn bè cho Lâm nhá Ở cái mục đi mời bạn bè Đây các bạn có thể ấn vào cái mục uh, Mình Linh này ở ở đây đó, đây là cái phần đi mời bạn bè nhá Và sau khi các bạn mời được bạn bè thì nó sẽ hiện lên cái phần để chúng ta có thể là nhận được cái đồng BTC Từ cái việc mà các bạn đi mời bạn bè đây Giả sử như là bạn nào mà mời được nhiều bạn bè nó hiện lên đây để chúng ta có thể thu hoạch cái đồng BTC này nhá Đó, đây là những người mà Lâm mời được này rồi Lâm sẽ hướng dẫn các bạn nhận nhá Đấy nó sẽ hiện lên rất là nhiều BTC nhá Và càng mời được nhiều bạn bè thì các bạn sẽ nhận được rất là nhiều cái đồng BTC này Đấy, ngoài ra thì cái đồng uh, BTCS này của các bạn này nó sẽ khai thác nhanh hơn nhá. Ở đây thì nó sẽ có mục này là để kiểm tra các bạn mời được bao nhiêu này. Các bạn ở đây này. Còn bên này là cái mục chat các bạn nhá. Cái mục chat này kiểu như là cái đội nhóm mà các bạn mời được thì nó sẽ hiện lên đây. Đấy Lâm có rất là nhiều người bạn này ở đây là các bạn chia sẻ mã code nhá. Có rất là nhiều bạn có hỏi Lâm là cái mã code đấy để làm gì. Đây các bạn ở phần uh, gai cáp ở đây này. Đó, gai cáp ở đây nhá. Ở đây thì uh, đối với mỗi một cái tài khoản ấy thì cái ứng dụng này nó sẽ cho các bạn là 10 cái mã này đó 10 cái mã này thì các bạn có thể copy cái mã này chia sẻ cho bạn khác thì bạn khác lại copy cái mã này chia sẻ cho các bạn ở đây thì nó sẽ có một cái phần ở đây để nhập mã này thì hiện tại lâm đã không còn rồi nhá đó để nó nhập mã này và cứ một người nhập thì à, cứ một cái mã mà các bạn nhập thì các bạn sẽ được cộng 30 ba mươi k ở đây này và cái tốc độ đào của bạn nó sẽ nhanh hơn nhá cái tốc độ mà khai thác cái đồng btcs này của bạn nó sẽ nhanh hơn này rồi đấy là cái phần mà Lâm hướng dẫn Ngoài ra ấy, thì đối với bạn nào mà kiểu như là mời được nhiều bạn bè ở cái phần mục BTC các bạn nhận này Các bạn sẽ ấn phần mục BTC ở đây cho Lâm Ở trong cái mục BTC này ấy, thì nó có một cái trò để các bạn có thể tham gia ở đây này Nó sẽ có ba cái ô đó là B và T và C nhá Nhưng mà bạn nào phải được thưởng cái thưởng ở đây này À, cái phần thưởng điểm ở đây nhá thì đối với bạn nào mà đi mời bạn bè á thì các bạn mới được thưởng cái điểm ở đây này, còn bạn nào mà không mời được bạn bè thì các bạn sẽ không được thưởng đâu. Giả sử như là tuần này các bạn mà mời bạn bè thì sang tuần sau nó mới trả điểm trả điểm cho chúng ta để chúng ta có thể tham gia ba cái số may mắn ở đây này. Giả sử mỗi ô các bạn tham gia nào kiểu như đây, giả sử mình sẽ nhập ở ô này này. Mỗi ô chúng ta tham gia là 50 điểm chẳng hạn này. Đó, mình sợ nó phần con phi chẳng hạn Thì hiện tại Lâm chưa có nhá. Các bạn ở tham gia là 50 điểm và kiểu như là về uh, 7 giờ tối ấy, 7 giờ tối mà những cái ô này ấy, mà nó về ấy, thì các bạn sẽ nhận được là Bitcoin miễn phí ở đây này. Đây các bạn có thể thấy đây. Giả sử như là cái ô B này, uh, uh, này rất là nhiều người à OT là rất là nhiều người trúng này. Đó, rất là nhiều người trúng nhá. Bên này cũng vậy này. Uh, toàn chúng OT nhiều thôi. ờ uh, Hiện tại thì Lâm chưa được thưởng điểm, Lâm phải sang tuần sau Lâm mới được thưởng điểm nhá. Bởi vì cái tài khoản này Lâm mới đăng ký thôi. Đấy là cái phần mà Lâm hướng dẫn các bạn là cách để các bạn có thể nhận cái đồng BTC này nhiều hơn. Có rất là nhiều YouTuber ấy mà chia sẻ cái phần này, có rất là nhiều bạn nhận được rất là nhiều ở trong cái phần này. Nên là các bạn có thể tham khảo qua cho Lâm nhá. Ngoài ra thì các bạn có thể đi mời bạn bè này. Các bạn sẽ ấn cái phần mục bên trên ở đây cho Lâm này. Bên trên này thì nó có phần Raid Kit Mini này. Đó, các bạn ấn ở đây. Sau đó các bạn có thể copy cái đường link này để các bạn có thể đi chia sẻ mời bạn bè. Ngoài cái việc chia sẻ mà tốc độ đào của bạn nhanh ấy thì các bạn có thể nhận được BTC này, nhận được cả điểm thưởng nhá để chúng ta có thể tham gia và nhận phần quà ở bên kia. Đấy rất là hay trong cái ứng dụng này và đặc biệt ở đây là nó đào tự động, chúng ta không cần phải bật đào nữa và cứ sau 10 phút chúng ta lại vào đây nhận một lần cho lâm này đó mình cứ sau 10 phút chúng ta lại vào đây nhận một lần thì đây là một cái kèo hiện tại nó vẫn rất là ok nhá và cái đồng btcs này thì nó sẽ sau này nó sẽ rất là giá trị hiện tại thì nó vẫn chưa lít sàn nhưng mà nó đang cho chúng ta khai thác miễn phí và cái số lượng nhận được của chúng ta sẽ ít nhá đối với những cái kèo mà chúng ta nhận được ít thì giá trị của nó sẽ cao nên là các bạn có thể tranh thủ và chơi luôn cho lâm rồi bây giờ Lâm sẽ hướng dẫn các bạn cách rút tiền nhá. Và hiện tại thì Lâm đang có là 0.002 BTC rồi. Lâm đã đủ min rút của nó rồi nhá. Mình sẽ ấn phần mục mi ở đây này. Đó, sau đó mình sẽ ấn phần mục mũi tên đây. Đấy, đây hiện tại đang có 3 đồng để chúng ta khai thác này. BTC này, BTC và cái đồng ETH. Hiện tại cái đồng ETH nó vẫn đang nâng cấp nhá, chưa cho chúng ta khai thác. Chúng ta chỉ khai thác hai cái đồng này trước thôi. Đây các bạn ấn phần mục mũi tên đây cho Lâm này rồi đây các bạn thể thấy lại cái động btc của hiện tại của lâm quy ra thì lâm đang có là 10 đô nhá 10,69 đô này lâm sẽ ấn phần mục mũi tên đây ở đây thì nó sẽ có một cái phần đó là phần Google đây này có nghĩa là phần rút tiền nhá thường thì những bạn nào mà chưa kiểu như nhập cái mật khẩu rút tiền thì các bạn sẽ nhập cho lâm cái mật khẩu rút tiền trước sau đó các bạn có thể rút được tiền lâm sẽ ấn phần qua đây này rồi đây giờ mình sẽ điền cái địa chỉ ví ra nhá đây các bạn thể đọc qua ở đây cho lâm này nên nhớ nhá không được cái điền cái địa chỉ ERC20 đâu ở đây là các bạn chỉ điền cho Lâm cái địa chỉ ví Bitcoin của bạn vào đây thôi rồi bây giờ mình sẽ điền cái địa chỉ ví Bitcoin của mình vào đây này vua đây này đó mình sẽ pass nó ra này đó, Lâm rút về cái ví VLDC nha Lâm đã copy trước rồi nếu bạn nào không muốn rút về cái ví VLDC thì các bạn có thể lên Binance này đó lên chốt wallet đều được nha để chốt wallet này đó, cái đồng bitcoin này hiện tại nó đang giảm bitcoin đang giảm các bạn à, mà rút về ấy. chờ bitcoin tăng thì chúng ta bán nhá đấy rất là hay các bạn ở nó phần mục nhận ở đây này. ở nó mục sao chép cái địa chỉ ví này nhá thì lâm rút về cái ví vldc mà lâm đã copy cái địa chỉ ví trước rồi đây min rút của nó các bạn phải để ý đây cho lâm này min rút của nó là 0.002 này đó, Lâm sẽ rút hết thì Lâm sẽ ấn vào phần ALL đây này. Đấy, các bạn sẽ thấy là Lâm sẽ ấn vào phần ALL để Lâm có thể rút hết nhá. Rồi bây giờ Lâm sẽ nhập cái mật khẩu rút tiền của Lâm mà đã liên kết trước ở đây này. Đấy, nó sẽ hiện lên một cái phần để chúng ta có thể nhập cái mật khẩu rút tiền. Rồi bây giờ Lâm sẽ nhập cái mật khẩu rút tiền của Lâm vào đây này. Sau khi chúng ta nhập xong cái mật khẩu rút tiền rồi ấy, chúng ta sẽ ấn vào phần uh, Google đây này để mình sẽ làm một cái lệnh rút nhá. Đó, đây nó hiện lên này. Đó, địa chỉ ví này, số tiền này. và mình sẽ nhận được là bao nhiêu ở đây này rồi bây giờ lâm sẽ ở, ở phần con đây nhá rồi, như vậy là Lâm đã rút thành công này BTC GoDaddy Suret này. Nó báo của Lâm là rút thành công nhá và nó sẽ xử lý cho mình trong vòng là 24 giờ và sau khi tiền nó về thì Lâm sẽ đăng lên cái tab cộng đồng của Lâm nhá. Đấy, hiện tại cái trang web à cái ứng dụng này nó vẫn cho chúng ta khai thác miễn phí nên là chúng ta có thể tranh thủ và chơi luôn cho Lâm. Đấy, ở trong cái ứng dụng này thì các bạn có thể khai thác được hai cái đồng tiền điện tử, thứ nhất là BTCS này, thứ hai là cái đồng BTC và bạn nào có kinh nghiệm đi mời bạn bè thì các bạn kiếm được rất là nhiều. Cái đồng BTC ở đây nhá Thì sau khi mà tiền về Lâm sẽ đăng lên cái tab cộng đồng Thì cái video của Lâm kết thúc ở đây Bạn nào không hiểu thắc mắc gì Thì các bạn có thể kết bạn qua Zalo hoặc Facebook với Lâm Lâm sẽ hướng dẫn nhá Bây giờ Lâm sẽ sang quay một cái event Và tặng thẻ cho một bạn may mắn nhất đây Bây giờ Lâm sẽ quay một cái event Và tặng thẻ cho một bạn may mắn nhất nhá Thì bạn nào muốn tham gia event của Lâm Các bạn nhớ để lại cho mình này Số like kèm theo số điện thoại Nhà mạng Việt theo hoặc Momo cho mình Video đợt trước của Lâm có 179 comment Bây giờ Lâm sẽ chọn ra một bạn may mắn nhất đây Xem bạn nào đây nhá Rồi xin chúc mừng bạn cầu vòng này Số điện thoại là Momo Thì sau cái video này Lâm sẽ gửi một phần quà qua số điện thoại cho bạn Thì video của Lâm kết thúc ở đây Các bạn cảm thấy video của Lâm hay Nhớ like cũng là đăng ký kênh giúp Lâm nhá Xin chào tất cả các bạn